Cửa hàng tối nay xin gửi lời chào tới mọi người nha. Hôm nay cửa hàng em giới các bác về một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi này. Lô này nó khá là đẹp luôn. Đây sẽ phân khúc là ba cây máy này là để cắt gia đình các bác nhé. Và phần đây là cắt tầm trung và cắt khai thác chuyên nghiệp. Thì này là lô G từ G1 cho đến G6 các cái dòng máy cưa như là Echo, GC35 này. Đấy, dòng Komatsu 3500 này. Đấy, dòng Sino 360, những dòng máy Makita, Tanaka với Echo tay cụt. Số điện thoại cửa hàng bên em là 0392 973 923. Thì mọi người xem video vui lòng ủng hộ cho em xin một like, một lượt đăng ký kênh và bật chuông thông báo nha. Nay sẽ giới thiệu chi tiết từng cái lô máy luôn. Khi các bác mua hàng bên em sẽ bảo hành cho mọi người là 6 tháng và bao phí vận chuyển. Bao phí vận chuyển tặng tiếp mở buji và rũ cưa. Về cây máy đầu tiên này là một chiếc máy dòng tay cụt phục vụ các bác nào mà chuyên đi cắt cành, tỉa cành trên cao hoặc là đi cắt gia đình, cần một chiếc máy nhỏ gọn, dễ nổ và đa dạng về cái linh kiện mà sau này có thể thay thế. Thì chiếc máy này thì là có công suất của máy này là 30cc. Máy này là GC302, đấy, Made in Japan này, Echo trắng. Các cái tem mác vẫn còn nguyên zin luôn. Đó, máy 30cc đấy, 30cc. Có tăng xích ở trên lam. Lam của máy này là lam dài là 35 các bác nhé. Lam được cắt là 35. Đó, lam dài 40 được cắt 35. Lam zin, xích zin hết. Về nguyên bản chiếc máy này đều là đầy đủ các phun chức năng và nguyên zin nguyên bản từ bên Nhật Bản về. Dưới này các bác đổ nhớt lam này, các bác có thể đổ cái nhớt thải vào đây được. Đó, nhớt thải vào cái phần nuôi lam. Và bên trên thì là xăng pha nhớt, động cơ của 2 thì G1 bên em mà giá là 2 triệu đồng. G1 là 2 triệu này. Đến một chiếc máy thứ hai là một chiếc máy dòng của Tanaka. Máy này là PMS 335B. Đó. Về các cái tem mác đầy đủ hết cho các bác nhá. Máy này đặc biệt là như mới luôn. Công suất của máy này là 33cc. Đó, lam của máy này được cắt của máy này là lam dài là 35, có tăng xích ở lam này. Đó. Có tăng xích ở lam và cái xích của máy sử dụng là xích mini, xích chuột. Đấy, có ốc giữa lam luôn này. Tanaka phần bô máy khá là sáng tươi nha các bác nhé, sáng chóe luôn đấy. Về máy móc rất là đẹp, dòng cắt gia đình phục vụ các bác nào cắt những gỗ mà vanh tầm 70-80, cân nặng chiếc máy này vào tầm 3,5 cân nhé. Đây là một chiếc tay trái em cầm, tay không thuận này, máy em cầm rất là nhẹ nhàng thôi đấy. Khi bác cầm thì một tay ở dưới, một tay giữ bên trên thì có cắt cả ngày luôn đấy, không lo bị mỏi tay mà rất là nhẹ nhàng, bao dễ nổ thôi các bác. Đó. Máy bên Nhật về thì bên cửa hàng em thì những anh em họ thợ ấy thì sẽ kiểm tra từng ly từng tí một nhá, tất cả các cái phần nhỏ nhất cũng phải kiểm tra để đảm bảo khi khách hàng tới thì sử dụng phải được độ bền cao nhất và được cái sự uy tín của cửa hàng, nên các bác yên tâm mua hàng bên em. Q2 này G2 thì bán giá là 2 triệu các bác nhé, G2 là 2 triệu đồng. Một chiếc máy G3 này, một chiếc máy G3 là dòng của máy Makita DE 3430. Đó, tem mác nguyên hết nhé. Máy này là 34cc. Đó, 34cc, dòng cắt gia đình. Đó, máy móc thì rất là đẹp như mới luôn. Có thể nhìn qua những cái bên trong nhá, sạch sẽ. Đấy, tất cả ốc áng còn nguyên trắng phau luôn này. Đấy, vỏ viếc thì không một vết chảy xước hay là vấn đề gì cả. Đây là có cả hàm rồng nhá. Bô máy thì sáng trưng. Đó, lam này được cắt là 30. Đấy, được cắt là 30. Cái chữ Makita rất là sắc nét và rõ ràng luôn này. Đó. Cái màu sơn thì cực kỳ là sáng. Lam này là lam xích, gọi là xích chung. Đấy, xích chung luôn này. Các cái mắt xích rất là dày dặn và chưa từng rũa qua đâu các bác nhá. Chưa từng rũa luôn. Đấy, cái bên Nhật thì cái chiếc máy này, chiếc chủ nhân cũ của chiếc máy này thì sử dụng thì rất là giữ máy. Đó. Rất là giữ máy, yêu máy, giữ máy luôn. Đấy. Máy này thì phục vụ các bác cắt thì rất là sướng.
test nổ luôn cái cây máy G3 này. Đây, đây giật nha, cắm phao luôn. Chung là về cái độ ổn định và cái tính đa dạng đa năng về sử dụng máy cưa thì phù hợp các bác cắt gia đình thì không chê đâu được luôn. Đây đây là ba cái dòng máy cắt gia đình nhá. Và tiếp theo về cái dòng máy cắt khai thác chuyên nghiệp và cắt tầm trung thì các bác lựa chọn, thì cắt có nhiều phân loại thì các bác dễ lựa chọn này, nhiều khi công việc của mỗi người, người cần cắt gỗ lớn, người cần cắt gỗ nhỏ này. Đấy, dòng xin nay qua 360, máy này thì là dòng đi cắt gỗ lớn nhá, 36cc nòng 40mm. Để nói về cái dòng cắt khai thác chuyên nghiệp thì dòng Sinewa này là cái thương hiệu mà để các bác lựa chọn đi cắt khai thác. G4 này giá là 2.700.000 đồng. 2.700.000 đồng này sẽ có những cái gì nào? Lam cũng là lam Sinewa này, chữ rất là sắc nét luôn. Và xích của máy này là xích 325. Các tất cả các cái mắt xích nhá, bác nhìn qua rất là đẹp luôn. Đấy, rất là dày dặn và cực kỳ là sáng. 36cc G4 giá 2.700.000 đồng. Đấy, về cái các bác nhìn qua nhá, cái lớp mà cái giấy mà đây. Đấy, 360 này, nó vẫn còn sáng trưng luôn. Đó. Lòng đứng thì không bao giờ lo sạc xăng, bởi lại là cái phân khúc lòng đứng thì nó nào giá cũng cao hơn những cái dòng máy phân khúc tầm lòng nằm. Đó. Ok, test nổ luôn cái cây máy G4 này, 2.700.000. Đó, nhìn nó rất là dễ nổ luôn. Đấy, nghe tiếng máy rất là đã luôn coi nha. Nghe tiếng máy cực kỳ là phê luôn. Máy cắt khai thác chuyên nghiệp gỗ lớn. Ok, 2.700.000, mã là G4 này. Tiếp theo này, một chiếc máy G5 là dòng của Komatsu. Máy này là G3500. Đấy, máy này 35cc. 35cc. Dòng 4mm nhá. Dòng Komatsu chạy hệ là siêu VIP và tiết kiệm nhiên liệu vô cùng, rất là lợi xăng và cái phần chóc phần sơn nhá, không một chút cháy xước luôn. Đấy. Vỏ màu sơn rất là tươi tắn và cái độ bền của dòng Komatsu này thì không ai sánh bằng luôn. Đấy, đấy, thắng xích đầy đủ cho các bác nhé. Đấy, thắng xích đầy đủ luôn, full tất cả các chức năng. G5 giá là 3.000.000 đồng, cắt khai thác chuyên nghiệp, cắt gỗ lớn. Căng đi nổ êm ru luôn. Đấy, như lời ru của mẹ luôn. Êm, cực kỳ êm nha. Có bơm xăng phụ lên, có le gió luôn các bác này. Đấy. Cân nặng của máy này là 4 cân 1 này. Máy này là như là 2009 ấy. Nó không rõ nữa, nó bị tróc mất phần chữ đi rồi. Đấy. Ok, G5 3.000.000 đồng. Tiếp theo là một chiếc máy cưa cuối cùng của ngày hôm nay, là một chiếc máy Hitachi CS35. Đó, Hitachi CS35. Máy này thì có chiếc máy Hitachi trên nòng đứng này. Có bơm xăng phụ ở hông. Đấy, bơm xăng phụ ở hông này, có le gió này. G6 giá 2.600.000 đồng. Đấy, thắng xích đầy đủ luôn các bác nhé. Đấy, về phần lam, máy này lam được cắt của máy này lam 30 và sử dụng xích của máy xích chung 91 này. Đấy, cái phần chữ này cũng có phần ký hiệu của phần xích của máy nhá. Xích chung 91 này, Oregon này. Đấy, xích cũng là xích zin như vậy luôn, có hai ốc giữ làm này. Đấy, phần bô bên trong các bác nhìn qua nhá, bô trắng phau. Đấy, ống xả này, bô máy này trắng phau luôn, rất là đẹp, long lanh. Đấy, cắt khai thác ok, test nổ luôn cái máy này, được khỏi máy cắt tầm trung khai thác cũng được nhá mọi người. Thank you.
rất là cái phần đây, các bác nhìn qua trơ luôn cả cái cục lọc ra, không còn xăng mà nó máy vẫn chạy vẫn bốc được như vậy nhá. Đấy, cũng là cái phần sai sót mà khi mà lên video mà em quên không đổ xăng trước. Đấy. Ok, G6 2.6 khi mà có đủ xăng lên thì máy nó chạy nó bút ga hơn nhiều. Đó. Ok, đây là 6 cái máy em vừa giới thiệu qua, thì bác nào nhu cầu mua một chiếc máy cưa ấy, nào đó trong cái lô này thì liên hệ em qua số điện thoại là 0392 973923. Ngoài những bán những phần máy cưa thì bên em bán những máy thổi lá, cắt cỏ, tỉa cành, tất cả những cái hàng bãi nông cơ thì bên cửa hàng em đều có nhé. Các bác xem video vui lòng ủng hộ cho em xin một like, một đăng ký kênh và bật chuông thông báo nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.